Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Quân đội Israel hôm qua đã công bố hình ảnh tập trận bắn đạn thật nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến tranh. Trong khi đó, tình hình giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở khu vực miền Nam Liban cũng đang có chiều hướng leo thang. Thông tin về cuộc tập trận bắn đạn thật của Israel được công bố trong bối cảnh quân đội nước này đã tập trung lượng lớn xe tăng và binh lính gần khu vực giáp giới với dải Gaza nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Quân đội Israel hôm qua cũng xác nhận đã oanh kích nhiều vị trí của lực lượng Hezbollah tại khu vực miền Nam Liban để đáp trả việc một khu vực ở nước này bị tấn công bằng tên lửa chống tăng. Giao tranh đã nổ ra tại khu vực biên giới Israel-Liban gần như mỗi ngày trong 2 tuần qua. Đây là đợt leo thang bạo lực tồi tệ nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến tranh năm 2006. Đáng chú ý, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã khuyến cáo công dân nước này lập tức rời Ai Cập và Jordani liên quan tới căng thẳng trong khu vực do xung đột ở Gaza. Kể từ khi xung đột nổ ra giữa lực lượng Hamas và Israel hôm 7 tháng 10, đến nay đã có hơn 4.000 người Palestine thiệt mạng, trong khi khủng hoảng nhân đạo tại Gaza cũng ngày càng nghiêm trọng. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Cairo đã khai mạc ngày hôm qua tại thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm thảo luận cách thức giảm leo thang xung đột giữa Hamas và Israel, ngăn chặn nguy cơ lan ra toàn khu vực và tìm kiếm một giải pháp cho hòa bình ở Trung Đông. Tham dự hội nghị có lãnh đạo của khoảng 30 nước Ả Rập và phương Tây cũng như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU cùng Ngoại trưởng một số nước. Phát biểu khai mạc, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cho biết hội nghị thảo luận một số lộ trình chấm dứt thảm họa nhân đạo tại dải Gaza cũng như khôi phục hòa bình giữa Israel và người Palestine. Lộ trình này dự kiến gồm việc phân phát hàng viện trợ cho người dân Gaza, đạt một thỏa thuận ngừng bắn, sau đó đàm phán hướng tới giải pháp hai nhà nước. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã kêu gọi giải pháp chấm dứt bạo lực kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và người Palestine để mang lại hòa bình cho Trung Đông. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Cairo diễn ra trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị tiến hành tấn công trên bộ nhằm vào Gaza. Ngay trước khi hội nghị khai mạc, những xe tải đầu tiên chở hàng hóa cứu trợ đã qua cửa khẩu Rafah từ phía Ai Cập để vào Gaza. Quân đội Israel cho biết hàng cứu trợ nhân đạo sẽ chỉ được chuyển tới khu vực phía nam dải Gaza, nơi Israel đã yêu cầu người dân Palestine sơ tán đến với lý do để đảm bảo an toàn trong cuộc xung đột. Tại Mỹ, Hạ viện nước này vẫn bế tắc trong việc lựa chọn chủ tịch mới. Thêm vào đó, các hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu kín và loại ông Jim Jordan ra khỏi cuộc đua vào vị trí chủ tịch cơ quan lập pháp này. Động thái trên diễn ra sau khi ông Jordan thất bại trong lần bỏ phiếu thứ ba, thậm chí với số phiếu ủng hộ còn thấp hơn 2 lần bỏ phiếu đầu tiên. Với 112 phiếu thuận và 86 phiếu chống, cuộc bỏ phiếu kín loại ông Jordan diễn ra chỉ vài giờ sau khi hạ nghị sĩ đại diện cho bang Ohio thất bại nặng nề trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 3 bầu chủ tịch hạ viện. Cụ thể, ông Jordan chỉ nhận được 194 phiếu ủng hộ, cách xa con số 217 phiếu cần thiết. Đáng chú ý, ông Jordan để mất 25 phiếu từ phía các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa, nhiều hơn con số 22 phiếu phản đối trong vòng bỏ phiếu thứ 2 hôm 18 tháng 10. Diễn biến mới này đồng nghĩa Đảng Cộng Hòa sẽ phải khởi động lại quá trình tìm kiếm ứng cử viên cho ghế chủ tịch hạ viện, vốn bị bỏ trống kể từ ngày 3 tháng 10 sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi miễn. Như vậy, Hạ viện Mỹ sẽ tiếp tục không có người lãnh đạo, ít nhất cho đến đầu tuần sau, và không thể vận hành bình thường giữa nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa càng lúc càng lớn. Hiện có khoảng 10 hạ nghị sĩ Cộng hòa khác đang để ngỏ khả năng ứng cử vào vị trí chủ tịch Hạ viện, bao gồm một số gương mặt nổi bật như phó lãnh đạo phe đa số Tom Emmer. Từ hôm qua, cảnh sát Slovenia đã bắt đầu kiểm tra an ninh tại khu vực biên giới với các nước láng giềng Croatia và Hungary trong bối cảnh gia tăng tâm lý lo ngại về vấn đề an ninh tại các nước Liên minh châu Âu EU. Cụ thể, cảnh sát Slovenia đã tiến hành kiểm tra giấy tờ tại một cửa khẩu giáp Croatia, hoạt động vốn đã không được triển khai kể từ khi Croatia gia nhập khu vực tự do đi lại Schengen hồi đầu năm nay. Chính phủ Slovenia cho biết các biện pháp này được tiến hành do những quan ngại an ninh liên quan đến các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, cũng như các vụ tấn công khủng bố xảy ra gần đây ở các nước EU khác. Dự kiến, các biện pháp này sẽ kéo dài tới ngày 30 tháng 10. Thời gian gần đây, các sự cố an ninh công cộng liên tục xảy ra tại châu Âu, như vụ xả súng tại Bỉ khiến 2 công dân Thụy Điển thiệt mạng, khiến nhiều nước phải áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới. Trước đó, Italia ngày 18 tháng 10 đã tạm thời đình chỉ các quy tắc Schengen, kích hoạt lại các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia. Trong khi đó, Đức cũng thông báo kiểm soát tạm thời tại vùng biên giới nước này với các nước Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ trong nỗ lực ứng phó với tình trạng di cư bất hợp pháp.
Trí tuệ nhân tạo AI là công cụ quan trọng để chuyển đổi hệ thống nông nghiệp, thực phẩm và phát triển nông thôn. Đây là khẳng định vừa được Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO Khuất Đông Ngọc đưa ra tại Diễn đàn Lương thực Thế giới lần thứ 3 vừa diễn ra ở Rome, Italia. Trước đó, trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về vai trò của AI và các công cụ số hóa khác để giúp các nông trại ở những nước kém phát triển trở nên bền vững hơn. Các diễn giả nhấn mạnh vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý đất và nước. Diễn đàn Lương thực Thế giới thu hút 5.000 người trên khắp thế giới tham gia trực tiếp cùng với hơn 20.000 người tham gia trực tuyến. Bữa ăn trường học từ lâu đã là mối quan tâm lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới bởi theo chính phủ nhiều nước, đây là nền tảng cho giới trẻ sở hữu sức khỏe và lối sống lành mạnh trong tương lai. Malaysia hiện đang triển khai một số chương trình hỗ trợ bữa ăn trường học cho học sinh. Mục tiêu là nhằm bổ sung thực phẩm để có thể đáp ứng 1/4 đến 1/3 nhu cầu bữa ăn hàng ngày cho học sinh, đặc biệt là cấp tiểu học. Ở Malaysia hay bất kỳ quốc gia nào khác, việc rèn luyện thói quen ăn uống tốt cho trẻ phải ngay từ nhỏ. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời điểm chúng ta phải đối mặt với gánh nặng kép về suy dinh dưỡng, trong đó tình trạng thiếu dinh dưỡng như thấp còi, gầy còm cùng tồn tại với tình trạng thừa dinh dưỡng dẫn đến thừa cân và béo phì. Ngoài ra, các trường cũng được khuyên chỉ nên hợp tác với các bếp ăn có nhiều kinh nghiệm cung cấp thức ăn cho đối tượng học sinh, không phải những bếp ăn đại trà. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thiết lập chế độ dinh dưỡng với việc bố trí các chuyên gia dinh dưỡng có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, việc giáo dục dinh dưỡng ở trường học sẽ do một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký thực hiện. Còn tại Singapore, các trường học đang áp dụng tiêu chuẩn mới về bữa ăn học đường dành cho trẻ mẫu giáo và trẻ dưới 12 tuổi để tạo thói quen ăn uống lành mạnh từ khi còn nhỏ, ngăn ngừa tình trạng ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều. Tiêu chuẩn mới này do Tập đoàn Y tế Quốc gia đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu về dinh dưỡng học đường. Tiêu chuẩn này bổ sung các hướng dẫn hiện hành, theo đó khẩu phần ăn và tỷ lệ phải phù hợp với lứa tuổi. Chúng tôi hy vọng rằng với những tiêu chuẩn mới này, các nhà cung cấp thực phẩm sẽ biết rõ hơn về những điều cần lưu ý khi chế biến thực phẩm an toàn cho trẻ nhỏ và có thể ngăn chặn được các sự cố bất lợi như ngộ độc thực phẩm chẳng hạn. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng đề xuất các tiêu chuẩn mới cho thực đơn học đường nhằm khắc phục tình trạng béo phì ở hàng triệu trẻ em nước này, đồng thời cung cấp cho các em những bữa ăn bổ dưỡng hơn tại trường học. Thành phố New York đang dẫn đầu về thực phẩm, cách ăn uống và lối sống lành mạnh. Và tôi tự hào thông báo bước tiếp theo trong hành trình của chúng tôi, lộ trình giáo dục thực phẩm đầu tiên của thành phố New York. Với lộ trình này, chúng tôi sẽ dạy con mình cách ăn uống tốt hơn, xây dựng trường học lành mạnh hơn, cộng đồng lành mạnh hơn và một thành phố lành mạnh hơn cho tất cả người dân New York. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, mỗi năm có khoảng 30 triệu trẻ em tham gia bữa trưa học đường quốc gia và 15 triệu trẻ em tham gia bữa sáng tại trường học. Đây là những chương trình cung cấp các bữa ăn giá rẻ hoặc miễn phí tại các trường công lập và trường tư thục phi lợi nhuận. Dự kiến tiêu chuẩn mới này sẽ được áp dụng từ năm học 2024-2025. Chỉ hơn 2 tuần trước khi lễ trao giải MTV châu Âu, MTV EMA dự kiến diễn ra vào Chủ nhật ngày 5 tháng 11 tại Paris, Pháp, ban tổ chức đã thông báo rằng chương trình sẽ chính thức bị hủy do sự biến động của các sự kiện thế giới. Đây là lần đầu tiên lễ trao giải MTV châu Âu bị hủy kể từ khi ra mắt vào năm 1994, ngay cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19, sự kiện cũng vẫn diễn ra như dự kiến. Theo giải thích của các nhà tổ chức, sự kiện tàn khốc ở Israel và dải Gaza đang diễn ra, nhưng đây không phải là thời điểm để chia vui và ăn mừng. Việc bình chọn của khán giả dành cho các nghệ sĩ vẫn sẽ tiếp tục tới cuối tháng này và nghệ sĩ chiến thắng vẫn sẽ nhận được giải thưởng EMA dù lễ trao giải không được tổ chức. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.